Ok, à lại là em đây. Thì xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock ha. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ hai đúng không? Ấy, một ngày đầu tuần. Thì em cũng quay trở lại, mình dành một cái khoảng thời gian ngắn để em lên em làm một cái video ha, để em và anh chị mình cùng nhau phân tích về những cái vận động trong cái phiên dịch ngày hôm nay, cũng như là ở mặt bằng chung cổ phiếu nó có những cái vận động như thế nào, nó có những cái tín hiệu ra sao, và cái việc mà anh chị mình quản trị cái cổ phiếu mình đang nắm giữ ấy, mình sẽ nên làm gì đúng không? Đó. Thì đầu tiên ấy, mỗi video nó đều có 3 phần mà để em và anh chị mình cùng nhau phân tích đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đầu tiên ấy, mình nói về những yếu tố về tổng quan cái vận động thị trường. Ấy, thì thị trường hôm nay nhìn chung nó vẫn là những cái biên độ mà sideways đó anh chị, từ những cái vùng 1330 đến những cái biên độ những cái vùng 1350 đúng không? Đó, thì đó là những cái vùng sideways mà chúng ta đã cùng nhau trao đổi và nói rất nhiều trong những video gần đây đúng không? Đấy, cho nên về những cái bản chất của thị trường ấy, nó không có quá nhiều điều để nói, mà video ngày hôm nay mình sẽ đi phân tích một chút chuyên sâu nhiều hơn về các ngành cổ phiếu, các dòng cổ phiếu nó đang vận động ABCD như thế nào đúng không? Đấy, cũng như là mình cũng hãy chờ đợi trong một cái vùng sideways ấy, nó là những cái vùng chưa rõ những cái xu hướng của thị trường, thì mình cũng chờ đợi một cái ý chí của nhà tạo lập ấy kích hoạt những yếu tố về dòng tiền anh chị ha. Đó, và ở mặt bằng chung cổ phiếu hôm nay anh chị thấy là gì, điểm sáng đó chính là một cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí, mà nếu như tài khoản anh chị nào mình nắm cầm được những dòng cổ phiếu dòng dầu khí thì đôi khi mình sẽ không gặp những cái áp lực giảm điểm, những cái áp lực mà cái tổng tài sản của mình bị thâm hụt so với một cái phiên hôm thứ sáu đúng không? Ấy, ngược lại nó còn được duy trì tương đối ổn ha. Đấy, liệu dòng dầu khí có vịt hóa hiên ngang hay chưa ha, thì mình cũng sẽ cùng nhau trao đổi nó chuyên sâu một chút về cái yếu tố của dòng dầu khí, cũng như là những cái yếu tố cơ bản, những yếu tố về ngắn hạn của dòng dầu khí ha, nó được hưởng lợi như thế nào từ những cái chuỗi cung ứng. Đấy, tiếp theo là một cái tuần đáo hạn phái sinh, thì bao giờ nó cũng là một cái tuần tương đối là khó lường, thì các cái vận động giao dịch nó cũng rất là e dè đúng không? Đấy, cũng như là cái tâm lý nhà đầu tư mình, người mua ấy thì cũng không dám mua, người cầm tiền ấy thì chưa bao giờ dám mua cả, cũng như là người mà cầm cổ phiếu ấy thì lại cũng chưa muốn bán. Đấy, cho nên đó là những cái tuần mà nó sẽ tạo ra những cái tâm lý tương đối là nặng nề cho nhà đầu tư ha. Đó, và cái sự thận trọng của anh chị mình là tương đối lớn. Đấy, cũng như là buổi chiều cũng có nhiều anh chị mình trao đổi với em, mình cũng nhắn tin mình hỏi em là gì, hiện tại anh chị mình thấy là cái dòng cổ phiếu dùng bên này, những dòng cổ phiếu mà nó thấp bé ấy, liệu nó đang trong những cái này mà nó tăng thì thị trường nó có rủi ro hay không, cũng như là nó chạy trong những cái giai đoạn nào của thị trường đúng không? Đó, anh chị mình hay nghe nói là gì, bên này thường chạy quanh những vùng đỉnh thị trường, thì liệu hiện tại có phải là vùng đỉnh của thị trường chung hay không đúng không? Thì mình cũng sẽ cùng nhau đi phân tích và bóc tách cho nó kỹ ha. Còn cái việc mà đúng sai trên thị trường chứng khoán á, nó không có quan trọng, quan trọng là mọi người, mỗi chúng ta hãy có một cái quan điểm độc lập, việc đúng hay sai là mình phải xử lý cho nó tốt đúng không? Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về những cái yếu tố của thị trường chung ngày hôm nay anh chị ha. Đấy, thì anh chị mình nhìn vào những cái bản chất thị trường hôm nay á, mình sẽ thấy một điều như thế nào, một cái phiên giao dịch đầu tuần ấy thì nó cũng tương đối gọi là gì, gian nan và vất vả đúng không? Đấy, thì mình cũng kỳ vọng thôi, mình cũng kỳ vọng là đầu xuôi thì đuôi lọt. Đấy, cho nên là những cái biến động của tuần đáo hạn phái sinh ấy, thì cái bản chất lúc nào cũng là khó khăn cả anh chị. Đấy, thì vạn sự ở đầu nan ha. Thì hôm nay là một cái phiên đầu tuần, thị trường dao động giảm đâu đấy cũng khoảng đóng cửa giảm tầm 4 điểm đúng không? Đó, thì xét về một cái góc độ về giá ấy, thì anh chị thấy là thị trường nó vẫn đang trong những cái biên độ đi ngang anh chị, trong những cái biên độ sideways ấy, trong những cái vùng tích lũy, những cái vùng mà tổ chức họ kiểm tra là những lượng cung cầu đó. Nhưng mà mình xét về một cái góc độ về khối lượng ấy, thì anh chị sẽ thấy một cái sự khác biệt, đó chính là hôm nay cái yếu tố giao dịch, cái yếu tố thanh khoản hấp lệnh nó lớn hơn so với những phiên trước đó ha. Những cái yếu tố về trung bình thì hôm nay giá trị giao dịch là đâu đấy khoảng hơn 23.000 tỷ. Đấy, thì anh chị mình thấy là gì, ở một góc độ nào đó thì khi mà cái vận động thị trường mà cái khối lượng mà nó lớn hơn so với những phiên trung bình trước đó ấy, thì nó gọi là gì anh chị, nó gọi là những cái yếu tố mà nó không gọi là tín hiệu tốt lắm. Đấy, thì anh chị nào xem qua những cái video của em á, thì mình cũng biết đúng không, trong một cái biên độ mà thị trường nó tăng hay giảm, nhưng đặc biệt là những yếu tố về giảm điểm á, thì lúc nào mà thị trường giảm điểm trong một biên độ tích lũy với một yếu tố khối lượng thấp thì nó cũng ổn hơn rất nhiều so với cái việc mà nó giảm điểm với khối lượng lớn ha. Ấy, tuy nhiên có một cái điều tích cực là một góc độ về giá, thì biên độ mà dao động thị trường hôm nay ấy, cũng là tương đối hẹp anh chị, biên độ dao động hẹp cũng là chỉ đâu đấy khoảng 10 điểm thôi đó, thì cũng là những cái vùng mà tổ chức họ kiểm tra là những lượng cung cầu, thì trong phiên ngày hôm nay đúng không đó, anh chị thấy là đặc biệt là những cái cổ phiếu mà đã tăng rất nóng trong một cái giai đoạn vừa rồi, nhưng mà cổ phiếu như KBC này ấy, thì nó giao dịch với một cái tình trạng là khối lượng tương đối lớn ha. Đó, có thể gọi là khối lượng mà nó lớn nhất trong cái quá trình giao dịch của cổ phiếu luôn ấy chị, có thể gọi là một cái khối lượng mà lớn cực đại đó. Thì hôm nay là khoảng đấy khoảng hơn 28 triệu cổ phiếu,
thì những cái phiên trước đó chị thấy là chỉ giao dịch khoảng đâu đấy khoảng tầm 10 triệu thôi, thì hôm nay là nó gấp khoảng 2,5 lần đó. Thì vô hình chung cái tổng khối lượng của thị trường hôm nay nó cũng lớn, thì mặt bằng chung nó đến từ những dòng cổ phiếu mid cap anh chị đấy. Thì những dòng cổ phiếu nào mà tăng nóng ấy thì hôm nay nó tiếp tục nó gặp những cái áp lực mà chốt lại ha. Đấy thì mình một chút nữa em cũng để đi phân tích về những cái vùng hỗ trợ của nhau cổ phiếu mà nó gặp áp lực điều chỉnh trong ngày hôm nay ấy. Liệu đâu là những vùng hỗ trợ của cổ phiếu ha, để em ví dụ như là những anh chị nào mình có đang cầm nắm ấy, thì mình cũng biết được cái cách để mà mình hành xử cho nó tốt nhất đúng không đấy. Còn cái bản chất của thị trường anh chị thấy hôm nay thì cái tổng tài sản của chị mình phần lớn là đều bị hâm hụt đúng không, với bản thân em cũng vậy, cũng như là với một cái hệ thống khách hàng bên em cũng vậy. Thì buổi chiều hôm nay em cũng nói vui thôi ấy, hôm nay nè mình hơi mất lại một cái phần lãi à đó, thì coi như là gì, mình coi như là mình đi cho vay cho thị trường nó vay, thì ngày mai họ sẽ trả lại cho mình cả lãi và gốc đúng không đó. Thì em cũng trao đổi vui vẻ với hệ thống khách hàng bên em ấy, cũng như là gì anh chị mình thấy là gì, khi mà cái tổng tài sản của mình được gia tăng á thì những cái biên độ lợi nhuận mà mình thấy được nó cũng chỉ là những con số của anh chị đó. Quan trọng là khi nào mà anh chị mình chốt lãi, mình đút cái phần tiền vào túi á, thì nó mới thật sự là cái phần lãi của mình ấy. Còn cái việc mà nó dao động hôm nay tăng ngày mai giảm thì đó là cái bản chất tất yếu của thị trường chứng khoán ha. Và mình có những cái lý do để mà mình chấp nhận mình cầm nắm lại được trong những cái biên độ mà cổ phiếu nó điều chỉnh, thì mình có cả những cái lý do đúng không. Với nhưng mà cổ phiếu nào xu hướng tăng đã xác nhận trend, vòng dòng tiền vào tham gia rất lớn, những cái biên độ cổ phiếu tích lũy nền tảng dài, thì anh chị mình có đủ những cái lý do để mình cược được, lưu ý ha ấy. Còn với những chị nào mình mua đuổi đi để mua mà mình ở những vùng giá trên cao ấy, những điểm mua mà mình treo leo á, thì đến thời điểm hiện tại anh chị mình nhìn lại xem, nhưng mà cổ phiếu như KBC này nhìn chung thì cái áp lực điều chỉnh cũng là gì, là tương đối rác ha, anh chị có thể lỗ 7-80% trong những cái biên độ và ngắn hạn đó. Cho nên một mặt cổ phiếu mà trong một xu hướng tăng ấy có những người lãi nhưng cũng sẽ có những người lỗ. Những người lãi là chúng ta tham gia được tại những vùng dưới và cầm nắm, thì cái biên độ lợi nhuận của anh chị mình chỉnh xong rồi nó sẽ tăng. Còn những cái người mà đang gặp những tình trạng và áp lực cho cái tài khoản thua lỗ ấy, trong một cái biên độ và điều chỉnh á, thì đôi khi mình mua đuổi trong một cái nhịp chỉnh mình đang gặp áp lực và mình thua lỗ, thì anh chị thấy cái gì, ít nhiều trong cái phiên ngày hôm nay để bắt đầu tâm lý anh chị mình dễ cắt ra những cái lượng hàng, thì mình cắt ra trong một cái pha điều chỉnh á, thì sau quá trình điều chỉnh nó cân bằng lại được, nó tiếp tục đi lên. Thì anh chị mình hiểu những cái vấn đề như thế ha. Cho nên không phải ai cũng kiếm được những cái biên độ và lợi nhuận trong một cái giai đoạn mà cổ phiếu tăng giá ha. Đấy, cho nên mình hãy chọn cho mình một cái tư duy tốt nhất đúng không đó, đừng theo những cái vận động tâm lý đám đông ha. Đấy, và những cái yếu tố mà anh chị thấy trong cái phiên ngày hôm nay á, bản chất mà thị trường nó giảm điểm đi thì nó cũng đến từ những cái việc mà các cái quỹ ETF trong cái giai đoạn tuần này là từ ngày bao nhiêu anh chị, từ ngày 13 đến cái ngày 26 ấy, là ngày 17 là cái tuần mà các cái quỹ sẽ cơ cấu lại những cái danh mục của quý 3 ha đó. Thì vô hình chung anh chị sẽ thấy là trong một cái biên độ giá ngày hôm nay á, đặc biệt là trong phiên ATC đi, trước ATC và sau ATC, thì các mà cổ phiếu nó đều có những cái biên độ trên lệch về giá, thì vô hình chung nó sẽ dẫn đến cái điểm số thị trường chung nó đóng cửa hôm nay là không gọi là đẹp lắm ha. Đấy, chứ bản chất anh chị mình xem ấy, mình sẽ thấy là gì, trước phiên ATC á, thị trường có một cái nhịp mà nó bật lên cũng tương đối ổn này đó, khối lượng vào lớn đúng không, nhưng mà trong sau ATC nó bị giảm lại đâu đấy khoảng 4 điểm mà anh chị thấy biên độ 4 điểm nè đó. Thì nó cũng đến từ cái cổ phiếu mà cơ cấu quỹ thôi đấy. Cho nên là cái tuần mà đáo hạn phái sinh này, mà còn kèm theo cái việc mà cơ cấu quỹ ấy, thì cái vận động của thị trường đôi khi nó sẽ bị nhiễu sóng là khá nhiều ha. Cho nên ở những góc độ mà chúng ta đi phân tích ấy, cái yếu tố mà mình phân tích về cái dòng tiền ấy, thì nó lại không mang cái độ chính xác cao bằng những cái phiên giao dịch ở những tuần trước đúng không đó. Cũng như là anh chị thấy là một cái ý chí của nhà tạo lập rất rõ ràng trong phiên ngày hôm nay, họ vẫn dùng nhưng mà cổ phiếu trụ, anh chị thấy hôm nay nè các bản chất những cổ phiếu trụ nó vẫn được nêu giá là rất lớn, thì cho thấy ý chí nhà tạo lập tuy là những cái biến động của cổ phiếu mid cap nó giảm mạnh, nó giảm sâu, nhưng cái vận động của điểm số tổng tổng thể của thị trường chung ấy, nhà tạo lập họ vẫn được nêu giữ một cái mức giá tương đối tốt ha, họ vẫn giữ chặn tương đối tốt. Thì đây là một cái động thái em đánh giá là rất tích cực trong một cái phiên ngày hôm nay, tại vì cái bản chất nếu như mà cổ phiếu SAB nè, MWG, Masan, VIX nè, Vinamilk mà nó chỉ cần giá tham chiếu hoặc đỏ điểm thôi, thì hôm nay có thể là điểm số thị trường chung có thể giảm 10-15 điểm là việc hết sức bình thường đúng không đó. Cho nên chúng ta phải nhìn được cái ý chí của nhà tạo lập, họ vẫn neo giữ giá lại cho những cái mục đích ở trong tuần này, chí ít là những yếu tố về đáo hạn phái sinh ha ấy đó. Thì đó những cái yếu tố mà chúng ta cùng nhau trao đổi ngắn gọn về cái vận động thị trường trong phiên ngày hôm nay. Còn về cái yếu tố thị trường thì nó vẫn trong một cái biên độ về sideways đó, là những cái vùng mà nó chưa rõ những cái xu hướng, cho nên mình cũng chờ những cái ý chí của nhà tạo lập ha. Đấy, những cái vị thế mà cổ phiếu anh chị mình có sẵn trong tài khoản á, lúc nào cũng là một vị thế tốt trong một cái nhịp mà thị trường đang sideways đúng không đấy. Có thể là gì anh chị, có thể nó tích lũy đủ thì nó sẽ có một cái nhịp tổ chức họ đổ tiền vào đánh bứt phá đấy, đó là một cái kịch bản mà tốt đẹp nhất. Nhưng ở một góc độ nào đó, những cái vùng sideways đó thì nó có thể rũ bỏ, nó rủ vào những cái biên anh chị, những cái biên mà trong một cái xu thế này, trong một cái trend tăng là gì, ngắn hạn nè tăng nè, đáy sau cao hơn đáy trước ấy,
thì nó có thể nó rủ về đây và sau đó cũng tăng lên đó. Thì bản thân em, mình là một người môi giới cũng như là mình hỗ trợ những chị nhà đầu tư, thì em vẫn luôn hướng về những kịch bản tích cực của thị trường chung ha. Đó, cho nên chị mình cũng lưu ý, quan trọng nhất bây giờ cái chiến lược với khách hàng của anh em á, là mình vẫn cần nắm về cổ phiếu anh chị. Những cổ phiếu mình đã tham gia được những giai đoạn vừa rồi thì mình vẫn cần nắm lại ấy. Quan trọng nhất anh chị mình, danh mục mình nắm giữ, nhưng mà cổ phiếu nào, trồng cây gì và nuôi con nào, đúng không? Đó, mình phải có những cái tình trạng mình cân bằng cũng như mình cân đối là cái danh mục. Hôm nay anh chị thấy, nhưng mà cổ phiếu bên này không có thằng bên em đi à, nhưng mà cổ phiếu như RVR này nó chỉnh lại 4%, đúng không? Coi như là mình mất lại một cái phần lại một phần lợi nhuận ấy, mình mất đi 4%. Ví dụ hôm trước đi mình lãi khoảng đâu đấy khoảng 1 tỷ cổ phiếu này, thì hôm nay mình mất lại đâu đấy khoảng 200-300 triệu ha. Đó, nhưng ở nhưng mà cổ phiếu khác anh chị thấy là gì, hoa sen nó cũng tiếp tục hôm nay có một cái biên độ nó giảm. Thì với những dòng cổ phiếu khác ấy, yếu tố điều chỉnh là tất yếu, em đã nói với chị mình rất kỹ rồi, đúng không? Nhưng mình sẽ có những cổ phiếu như ví dụ như BVS đi, hoặc là một vài mặt cổ phiếu như BR, nó neo giữ là cái điểm số cũng như nó neo giữ là cái tổng tài sản của mình, gọi là một cái quá trình mà mình cân đối lại một cái danh mục tương đối ổn, đúng không? Có một mã tăng cũng có một mã giảm, nó cân đối lại. Danh mục anh chị mình hôm nay cũng thế, đúng không? Cũng có mã xanh cũng có mã đỏ đấy. Thì đó là những cái tình trạng mà thị trường trong những cái biên độ mà sideways và phân hóa đấy. Cho nên quan trọng nhất trong những cái biên độ mà sideways á, nhà ai có gì thì cầm đó, kiên nhẫn sẽ có quà, đúng không? Những chị nào mình kiên nhẫn mình cầm nắm cái dòng dầu khí thì đến hôm nay chí ít là những cái biên độ mà nó tăng điểm và nó tăng cái tổng tài sản và lợi nhuận của chúng ta ha. Đấy, cũng như những mặt cổ phiếu như VGT đi đấy, nhưng mà cổ phiếu này hôm nay nó là một cái gọi là điểm sáng trong cái tổng danh mục của em ha. Đó, thì những cổ phiếu này điểm mua như thế nào em đã nói chị mình, thậm chí là nói rất nhiều hô cả hồng đấy. Còn tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về những cái vận động của cổ phiếu ha. Thì trong một cái video ngày hôm nay á, em xin phép là mình sẽ đi phân tích trước về cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí. Thì cái điểm sáng hôm nay của thị trường chính là cái dòng dầu khí và cái dòng bán lẻ. Thì đây là hai cái dòng cổ phiếu mà chúng ta đã cùng nhau trao đổi ở một cái video ngày 2 tháng 9, đúng không? Đó, anh chị nào đã xem một cái video ngày 2 tháng 9, một cái video mà em nói về một cái dư địa của 2 tháng 9 ha. Đấy, thì mình cũng đã trao đổi với nhau về những cái vận động. À, video của em ấy thì thật sự là em không có để quảng cáo, mà không biết tại sao đây lại có quảng cáo nha. Đấy, thì để một chút nữa em nghiên cứu lại, tại vì video đây là em chia sẻ là mọi cái kiến thức ấy là đều là miễn phí, cho nên em không để vào quảng cáo, tại vì những cái thu nhập về quảng cáo như thế này ấy, thì nó cũng không là bao nhiêu cả, mà nó làm cho cái tâm lý cũng như cái lúc mà anh chị mình xem ấy mình lại khó chịu ấy. Cho nên chị nào mình thấy được cái tình trạng về quảng cáo này á, mình có thể mình report, mình báo cáo lại với em ha, tại vì em không có cài. Anh chị mình lưu ý ha, tránh cái tình trạng mà anh chị mình hiểu nhau ấy. Thì bây giờ em vào em xem mới thấy nè, thì anh chị mình lưu ý là cái ngày mà 2 tháng 9 ấy, là em lên cái video là nó nói với chị mình cái dư địa của dòng cổ phiếu dầu khí nè, bán lẻ và chứng khoán. Dòng chứng khoán thì em không quan tâm nhiều, nhưng mà em điểm nhấn ở đây á, là chúng ta trao đổi với nhau khá nhiều về hai dòng cổ phiếu là bán lẻ và dầu khí, đúng không? Đó, thì anh chị thấy là trong những phiên gần đây á, những cái dòng cổ phiếu dòng bán lẻ này như là những cổ phiếu như MWG thì cái biên độ về tăng giá là tương đối ổn định ha chị ha. Đấy, cho nên hôm nay á, em sẽ đi phân tích một chút, và trước tiên về cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí ha. Đó, thì coi như là mình sẽ thay đổi một chút về cái yếu tố mình phân tích. Tại vì thường ấy, em hay nói với chị mình trước về cái dòng ngân hàng, đúng không? Đấy, thì đầu tiên ấy, là với nhưng mà cổ phiếu như BR thì chúng ta cũng đã trao đổi với nhau khá nhiều. Đấy, thì anh chị mình biết là gì? Những cái biên độ vận động hiện tại cũng như những cái yếu tố mà nó thúc đẩy cho cái dòng dầu khí mà nó tăng điểm á, nó cũng đến từ những cái yếu tố thông tin. Những yếu tố thông tin cơ bản nó tích cực cho những cái xu hướng ngắn hạn. Thì anh chị có thể nhìn sang, nhìn ngắn gọn sang cái giá dầu thế giới, thì nó đang trong những cái vùng mà nó tăng điểm tương đối tốt, đúng không? Ấy, cuối phiên 16 vừa rồi là nó tăng đâu đấy khoảng hơn 2%. Hôm nay nó cũng tăng đâu đấy gần 1%. Thì nó là những cái động thái tích cực trong xu hướng về ngắn hạn, nó cũng là những cái thông tin mà nó sẽ bổ trợ cho cái xu hướng vận động của dòng cổ phiếu dòng dầu khí ha. Thì nó cũng sẽ làm cho cái vận động của tổ chức ấy, họ gom đủ hàng thì họ cũng có những cái lý do để họ đánh lên chị. Và cái bản chất anh chị biết, khi một cổ phiếu mà muốn tăng điểm á, nó phải có một yếu tố dòng tiền vào tham gia, nó phải có một cái lực cầu nó áp đảo một cái lượng cung. Khi mà cầu lớn hơn cung thì giá tăng, đúng không? Đó là cái quy luật của nền kinh tế ấy. Thì đối với bản chất của những dòng cổ phiếu dầu khí thì anh chị mình thấy là gì? Một yếu tố chắc chắn là cái nền kinh tế sẽ phải mở cửa trở lại ấy, ở đâu cũng vậy, các nước trên thế giới, châu Âu, châu Á, Việt Nam, Mỹ đều phải bắt buộc phải dần phải mở cửa lại nền kinh tế sau một cái giai đoạn mà bị đình trệ bởi cái yếu tố Covid, đúng không? Đấy, thì anh chị thấy khi mà nền kinh tế mở cửa, tức là nền kinh tế sẽ bắt đầu cái giai đoạn phục hồi. Thì trong một cái giai đoạn phục hồi á, nó phải hồi phục và nó đi lên từ những cái gốc rễ. Những cái gốc rễ ở đây á là những cái chuỗi giá trị sản xuất ấy. Thì những cái chuỗi giá trị sản xuất ấy, tức là ở đâu anh chị? Tức là phải chạy nhà máy, đúng không? Phải chạy nhà máy để sản xuất cho các cái doanh nghiệp, cái hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại ấy, để phục hồi những nền kinh tế. Thì nó những cái gốc rễ mà khi mà đã chạy nhà máy sản xuất ấy, thì bắt buộc phải sử dụng những cái năng lượng. Thì năng lượng ở đây là gì anh chị? Có thể là năng lượng điện, có thể là năng lượng dầu, nhưng quan trọng là yếu tố về vàng đen.
thì vàng đen nó chiếm một cái yếu tố về năng lượng trong các nhà máy sản xuất là tương đối lớn. Khi đó chị thấy khi mà một cái lực cầu nó lớn hơn những cái nguồn cung ấy thì nó sẽ làm yếu tố bổ trợ, nó sẽ thúc đẩy cho cái quá trình mà tăng giá của các cái giá dầu thế giới. Thì đó là những cái thông tin tích cực mà chúng ta nhận được ở trong một cái xu hướng ngắn hạn khi mà nền kinh tế hồi phục anh chị ha. Ấy cũng như là gần đây anh chị thấy là những mà cổ phiếu như là như HVN này, nhưng mà cổ phiếu như VGC ấy, VRE hay là Vinamilk, thì khi mà nền kinh tế hồi phục thì những cái chuỗi giá trị của nó cũng sẽ được hồi phục đấy, nó tại vì nó bị ảnh hưởng quá nhiều anh chị đó. Cho nên chị mình cũng lưu ý ha, đó là với bản chất cũng như những yếu tố mà được hưởng lợi về xu hướng ngắn hạn ở thời điểm hiện tại và trong một vài tháng tới khi mình nền kinh tế hồi phục của dòng dầu khí ha. Đó thì đó là những yếu tố mà chúng ta muốn nói cơ bản thôi, để anh chị mình có thêm những thông tin bổ trợ để mình tự tin hơn trong cái việc mà mình tham gia cổ phiếu, đúng không? Còn cái điểm mua như thế nào, mua ra sao, mẫu hình như thế nào, vùng tích lũy thì chúng ta đã cùng trao đổi và nói rất nhiều lần ấy. Anh chị nào tham gia ở đây á, khi mà mình đã xem video của em á, thì em chắc chắn một điều ít nhiều mình đang nắm cổ phiếu dầu khí đó. Tại vì có thể gọi là dòng dầu khí là cái dòng mà sở trường, đúng không? Sở trường của em ha, em đánh rất nhiều lần đấy. Thì đầu tiên mình xét về một cái góc độ về mẫu hình, đúng không? Một cổ phiếu đi lên luôn luôn phải xuất phát từ một cái mẫu hình, có thể là một mẫu hình tích lũy, một mẫu hình gì một mẫu hình gãy nền vũ, hay là một mẫu hình gì vai đầu vai, hay bất kể một mẫu hình nào đó, nhưng cổ phiếu đi lên phải xuất phát từ mẫu hình. Và mẫu hình ở đây á là gì? Là mẫu hình nó sẽ phản ánh được cái hành vi của tổ chức anh chị đó, lưu ý ha. Khi mà tổ chức họ gom hàng, họ sẽ để lại những cái hành vi, và hành vi đó vô hình chung nó sẽ hình thành những cái mẫu hình ấy. Cho nên trong những cái khóa học của em á, em phân tích cho anh chị rất kỹ về những mẫu hình và rất nhiều những cái mẫu hình ha. Thì nhìn chung mẫu hình ở đây á, với những cổ phiếu như là BR, chúng ta có thể nhìn là một mẫu hình tích lũy nền tảng dài anh chị ấy. Một mẫu hình mà tích lũy nền tảng dài từ bao nhiêu, từ ngày tháng 3 đến thời điểm hiện tại là tháng 9, thì một mẫu hình mà cổ phiếu tích lũy 9 tháng là một mô hình mà tổ chức họ thu mua, họ gom một cái lượng hàng tương đối lớn, đúng không ấy? Và trong một cái vùng tích lũy là những cái vùng mà cái lượng hàng sẽ được trao tay từ cái lượng anh chị nhà đầu tư cá nhân sang cái lượng nắm giữ của nhà đầu tư tổ chức ấy. Thì khi đó, khi mà tổ chức họ gom đủ những cái lượng hàng, thì cái lượng hàng trên thị trường, cái lượng cổ phiếu trên thị trường sẽ trở nên khan hiếm. Thì khi mà một cái lượng cung trở nên khan hiếm thì chỉ cần tổ chức họ đổ tiền vào họ để giá anh chị, họ kích hoạt cái dòng tiền thôi ấy, bằng những cái phiên breakout 3 thì xu hướng cổ phiếu sẽ tăng. Anh chị mình lưu ý ha, đó là những cái cốt lõi chúng ta phải hiểu được. Nhưng mà cổ phiếu như dòng dầu khí, và anh chị thấy gần đây á, em cũng đã trao đổi với anh chị khá nhiều là dòng dầu khí nó trong những cái biên độ tích lũy lại anh chị đó, những cái quá trình mà tích lũy. Và đặc biệt là chúng ta phải nhìn được yếu tố cạn cung. Một yếu tố cạn cung là yếu tố nó sẽ làm những cái tín hiệu cực kỳ quan trọng cho cổ phiếu bứt phá, đúng không? Và cổ phiếu nào cũng vậy, trước khi tăng điểm anh chị mình nhìn lại xem có phải là những dấu hiệu trước đó nó đều mang yếu tố khối lượng thấp và một cái biên độ signal, một biên độ tích lũy. Hãy chúng ta có thể nhìn lại xem á. À, anh chị khi mà chúng ta nhìn lại được những cái dữ liệu trong quá khứ ấy, thì chắc chắn với chị mình là mình sẽ biết được những cái mấu chốt của cổ phiếu, mình biết được những cái điểm mua là ở đâu, những cái tín hiệu cổ phiếu như thế nào, đâu là những cái tín hiệu cổ phiếu sắp tăng ha. Đấy, còn cái việc mà chị nào tham gia chung với em á thì mình cũng biết là cái cổ phiếu như này em đã nói với chị tương đối nhiều, đúng không? Đó, những cái kỹ thuật mà chúng ta tìm những cái điểm mua, đúng không? Đấy, đây những phiên gì anh chị? Test cung nè, khối lượng thấp nè, những nhịp rũ lại nè, cân bằng test cung anh chị. Hôm nay có thể gọi là một cái phiên mà điểm nhấn ấy, một cái điểm nhấn về yếu tố về dòng tiền, một cái phiên hướng lên ha. Đó, thì mình phải cần một cái phiên bùng nổ khối lượng lớn hơn thì khi đó là cái điểm mà chị sẽ gia tăng. Đó là với những mà cổ phiếu như BR, đúng không? Ấy. Tiếp theo là với những mà cổ phiếu như GAS ha. Đó. Thì đây là một mô hình em nói với chị là mô hình về VCB ấy, nhưng mà nó cũng chưa đạt lắm về những cái điều kiện mua, đúng không? Và những cổ phiếu này thì đôi khi cái vốn hóa để cho anh chị tham gia nó là lớn, nó chiếm một cái tỷ trọng vốn hơi lớn. Mình đánh ra nhưng mà cổ phiếu như BR này, BVS này thì cái biên độ lợi nhuận nó sẽ tối đa hóa hơn ha. Đấy. Ôi nên chị thấy không? Yếu tố dòng dầu khí hôm nay là một cái dòng tương đối là tích cực. Đó, em đã nói với chị rất nhiều này, thậm chí là vẽ sẵn đó này, là chỉ chờ cái gì? Chỉ chờ gió đông nó thổi thôi. Thì hôm nay nó có thổi đấy, nhưng mà nó thổi chưa mạnh lắm ha. Đó, nhưng mà chỉ ít nó vẫn là những phiên tăng điểm. Thì hôm nay ôi nó cũng tăng, khối lượng vào cũng tốt. Đó, hôm qua là phiên gì? Tết cung này, hôm thứ 6 ấy. Anh chị thấy rất rõ ràng không? Tết cung nè, khối lượng thấp nè. Đấy. Hoặc là một vài mà cổ phiếu như BES. Thì những con như BES á, chị thấy lúc nào cũng vậy, cổ phiếu luôn bứt phá từ những vùng tích lũy đi lên. Đó. Xu hướng tăng là xác nhận rõ ràng anh chị, cổ phiếu vượt đỉnh khối lượng lớn đi vào. Thì những cái nhịp hơi chỉnh. Nó có thể nó chỉnh anh chị, chỉnh biên độ này có thể là rất là rác, khoảng đâu đấy 70%, nhưng chỉnh xong nó lại tiếp tục tăng tiếp. Anh chị thấy không? Tăng xong thì nó lại chỉnh. Đó, anh chị mình có thể trao đổi với nhau một cách dễ dàng để mà mình dễ hiểu cái gì. Những cái biên độ mà chuyện chung điều chỉnh á, anh chị thấy đơn cử đi, đơn cử là trên một cái con tàu. Khi mà cái số lượng ngành thấp quá nhiều thì nó phải cần rũ bỏ bớt. Nó rũ bỏ bớt đi cái sự đu bám, cái lượng hành khách mà tham gia trên một cái chuyến tàu đó, thì cái chuyến tàu nó sẽ nhẹ hơn anh chị, thì khi đó nó chạy sẽ mượt hơn. Đó, cho nên yếu tố mà thị trường rũ bỏ điều chỉnh trong một xu hướng tăng
là tất yếu ấy, nó rủ đi bớt cái sự đu bám của chị nhà đầu tư, nó cho anh chị mình chốt lại bớt đi ấy, thì khi đó quá trình tăng tăng điểm sẽ tiếp theo. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái bản chất cổ phiếu là như thế ha, chứ không có một mã cổ phiếu nào mà tăng mãi cả đâu chị. Làm gì cổ phiếu mà cứ ngày nào mở cửa là tăng, ngày nào mở cửa là tăng, ngày nào mở cửa là tăng ấy, thì nó vẫn có, nhưng mà nó nằm ở quá trình chạy nước rút đó. Và thường quá trình chạy nước rút ấy là quá trình chạy bứt tốc, quá trình chạy hết chu kỳ của cổ phiếu, nhưng hiện tại nó chưa đến chị đấy, nên chúng ta phải hiểu ha. Hoặc là BLC này, nó đang trong những vùng gì tích lũy anh chị đó, nó đang tạo những cái biên tích lũy này, nền một này, nền hai, nền ba anh chị đấy, thì đang trong quá trình mà tích lũy một cái nền số 3 ha, thì mình cũng chờ đợi thôi. Những cái biên độ mà điều chỉnh như thế này là bình thường, em thấy rất bình thường ấy, không phải là những yếu tố gì mà quá lo sợ đâu. Quan trọng nhất vẫn là điểm mua, điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán. Em ví dụ như anh chị mình mua ở đâu, mình mua tại những cái điểm bùng nổ khối lượng lớn đi vào đây, em cho anh chị mua giá trần luôn, mua giá 37.5, thì hiện tại mình vẫn lại. À, em chìm lui á, hiện tại mình vẫn lại, mình vẫn chưa vi phạm về những cái nguyên tắc bán. Nhưng ngược lại với một nhà đầu tư nào mình đu giá 41.5 đi đấy, thì bắt đầu nó chỉnh lại hai phiên thôi là tài sản của chị mình bắt đầu lỗ bao nhiêu, lỗ cũng 5-6% rồi. Khi đó mình sẽ gặp những cái áp lực về ngắn hạn cho tài khoản ấy, lui á. Cho nên điểm mua lúc nào cũng phải quan trọng cả, mà mình hãy chọn là một cái điểm mua cho nó phù hợp. Điểm mua và cách đi vốn lúc nào cũng là hai yếu tố quan trọng để nó cấu thành một cái biên độ lợi nhuận của chúng ta ấy, lưu ý ha. Cho nên vì sao mà trong những cái lúc mà thị trường điều chỉnh á, có nhưng mà cổ phiếu anh chị phải bán ra nếu như vị thế của mình mua không tốt, nhưng có nhưng mà cổ phiếu anh chị phải cầm chấp nhận nắm ra được, cầm được qua một cái nhịp điều chỉnh đấy, lưu ý. Tại vì chỉnh xong rồi nó sẽ tăng đó chị, quan trọng là mình phải nhìn được một cái xu thế của cổ phiếu, mình có những cái điều kiện để mình kỳ vọng được và mình cá cược được cho một cái xu thế cổ phiếu ha. Còn để nói mà đầu tư trên thị trường chứng khoán ấy, tìm cho anh chị mình một mã cổ phiếu mà mua mà cái độ an toàn 100%, một cái yếu tố phi rủi ro là chắc chắn một điều là không có ấy. Anh chị mình lưu ý ha, mình gửi ngân hàng ấy, thì đôi khi mình phải còn chịu yếu tố về lạm phát đó, thì mình phải hiểu đầu tư không bao giờ là yếu tố phi rủi ro cả anh chị đó. Cho nên khi mà anh chị mình đã bước chân vào thị trường chứng khoán ấy, là mình phải xác định được trong đầu của mình phải hình thành trước và chấp nhận trước một cái biên độ rủi ro nhất định, và mình áp dụng những cái kỹ thuật, mình áp dụng những cái phương pháp đầu tư, những cái tư duy đầu tư để làm gì, để mình hạn chế đi tối thiểu cái việc rủi ro đó và mình gia tăng cái cơ hội lợi nhuận. Lưu ý ha, đầu tư là như thế anh chị ấy. BLX này, những con này xu hướng xuống thì bỏ anh chị, dòng dầu khí thì em nói với chị mình rồi, chú ý vài con đó, BR này ấy, BVS này. Hôm nay chị thấy cái xu hướng của nhà cổ phiếu như BVS không, một yếu tố dòng tiền vào đánh tương đối quyết liệt, em thấy là một yếu tố dòng tiền hôm nay kích hoạt rất tốt và rất mạnh mẽ của cổ phiếu như BVS ta. Thì với những cổ phiếu như BVS, anh chị đã tham gia rồi thì cứ cầm. Anh chị thấy không, tăng lên nè, gặp kháng cự nè, anh chị thấy nó chỉnh là không? Một nhịp chỉnh là tương đối rác đúng không đấy, thì ít nhiều trong hai phiên chỉnh này là anh chị mình rớt hàng chưa, ít nhiều là phải rớt, lưu ý ha. Rất sợ đúng không, nhiều anh chị nhắn tin hỏi em là ui con BVS hôm nay chỉnh rác quá, giảm mạnh quá, có bán không em, nhưng mà hôm nay bắt đầu tăng trở lại là anh chị hỏi em là có mua tiếp không em đó. Cho nên chị mình lưu ý ha, đầu tư ấy, lúc nào chúng ta phải nhìn được một cái tổng quát của cổ phiếu, chứ anh chị mình cứ chầm chầm mình nhìn vào những cái bảng giá, mình nhìn vào trong một phiên, anh chị mình thậm chí mình còn nhìn vào rất kỹ những cái lệnh, à con kia bán lệnh lớn, con này mua lệnh lớn, thì rất khó để cho anh chị mình đầu tư trên thị trường chứng khoán ha. Và khi đó cái tâm lý mình rất dễ bị dao động ấy, cho nên chị mình cũng lưu ý ha. Với những cổ phiếu như BVS, vài phiên tới chị thấy một phiên xác nhận bùng nổ khối lượng lớn thì có thể vào gia tăng tiếp ha ấy. Mà hôm nay tuy là nó tăng điểm nhưng mà nó cũng tiệm cận là những vùng kháng cự phía trên, nhưng mà đóng cửa vùng 26.9 khối lượng lớn mà đâu đấy khoảng 18 triệu cổ phiếu như thế này lại đánh giá tương đối tốt anh chị. Ai có hàng cứ cầm thôi, xu hướng cổ phiếu là có anh chị. Anh chị mình nhìn vào xu hướng nè, đấy nè, đấy nè, đấy nè, quá trình nâng đáy cạn cung đúng không đấy, nâng đáy cạn cung nè, nâng đáy cạn cung nè đấy, đó là những kỹ thuật rất hay cho một cái phương pháp đầu tư về VSTI ha. Và cổ phiếu như BVC nó cũng chạy gì, những con này mang tính là penny đầu cơ ấy. Còn BVD thì cũng hơi buồn, tại vì BVD gần đây nó cũng bị các cái yếu tố gì chị, bị sợ chứng khoán họ cắt mặt xin đúng không đó, thì nó cũng là những thông tin mà nó không tích cực lắm ở cổ phiếu ha. Cho nên mình tập trung vào những mà cổ phiếu như BR này, BVS, BVT hoặc là con BET này nọ, BLC gì đấy, đó là những cổ phiếu mà tối ưu nhất trong một dòng. Và trong một dòng thì mình hãy chọn lọc đâu là cổ phiếu tối ưu để mình tham gia ha. Đó, thì đó là với cái bản chất của dòng dầu khí, một cái điểm sáng của ngày hôm nay là những gì mà em muốn chia sẻ với anh chị mình. Đấy, em đã nói với anh chị mình rất nhiều về cái vận động dòng dầu khí đúng không? Còn nếu như mà ai chưa xem á thì mình có thể mình về mình xem lại cái video của ngày bao nhiêu chị, ngày 2 tháng 9 ấy. Đó, em phân tích cho một những cái dư địa của tháng 9 thì chị mình cũng lưu ý ha. Chứ không phải là bây giờ mình mới lên đây mình phân tích đúng không chị, mà em đã trao đổi với chị mình khá nhiều. Đấy, thì bây giờ tiếp theo mình sẽ quay trở lại với cái dòng mà nó làm cho nhà đầu tư rất chán nản đúng không, rất chán nản là dòng ngân hàng đấy. Nhưng mà cái bản chất hiện tại nhìn chung chưa phân tích nữa, nhưng mà nhìn chung thôi là em biết là gì, nó vẫn trong những vùng tích lũy đáy anh chị ấy, cũng chưa có quá nhiều điều mà sự khác biệt so với những phiên mà video trước ha. Cho nên với những dòng cổ phiếu dòng ngân hàng á,
thì em chỉ nói với anh chị một câu như thế này thôi: chờ ý chí của tổ chức ấy, chờ dòng tiền kích hoạt à, chứ bây giờ mình nó vẫn trong một vùng tích lũy đấy thôi anh chị đó, SCB đúng không, vẫn biên độ tích lũy đấy của cổ phiếu mà, yếu tố khối lượng thấp đấy, thì nó cũng phù hợp với một xu thế kích hoạt dòng tiền của tổ chức thôi anh chị. Quan trọng là ý chí của nhà tạo lập, họ có muốn đổ tiền vào đánh hay chưa đó. Tiếp theo là cổ phiếu như BVD nó cũng vậy ha đó, nhưng mà những cổ phiếu như BVD á, anh chị mình nhìn về một cái bức tranh mà tổng thể xem, một bức tranh tổng thể của cổ phiếu là cổ phiếu tích lũy rất lâu anh chị, tích lũy rất lâu, một cái biên độ đây gọi là gì, một cái mô hình tích lũy VSA anh chị ấy, từ bao nhiêu, từ tháng 5 năm 2020 đến hiện tại tháng 9 năm 2021 là khoảng một năm, một năm bao nhiêu chị, một năm 4 tháng ấy. Thì anh chị cũng lưu ý, một mà cổ phiếu mà tích lũy hơn một năm trời thì đến một giai đoạn em chắc chắn với chị mình cũng sẽ đến một giai đoạn nó vào những cái quá trình mà đẩy giá ấy. Thì anh chị mình còn nhớ cái video cuối tuần em phân tích với anh chị mình không, cổ phiếu lúc nào cũng sẽ có 4 giai đoạn: tích lũy, đẩy giá, phân phối và đè giá. Thì đây là trong những cái quá trình tích lũy cổ phiếu, anh chị mình lưu ý ha, nó có những phiên dòng tiền vào rồi anh chị. Đây là cái dòng tiền về gì, dòng tiền mà đánh trung hạn của tổ chức này, họ đang còn nằm bên trong cổ phiếu ấy, nhưng mà họ chưa phải thời điểm nó đánh lên tiếp, anh chị lưu ý ha, nó đã có xác nhận rồi này, nhưng mà mình cũng phải chờ những con BID như bây giờ nhìn chung xu hướng về ngắn hạn á là kênh giảm nè đó, thì mình cứ chờ anh chị, sẽ có những cái phiên mà khối lượng dòng tiền vào đánh lớn như thế này nè, những cái biên độ phía sau mình đánh lưu ý ha. Nhưng mà em biết chắc chắn con này kiểu gì những cái quá trình tiếp theo nó cũng vào những cái biên độ nó đẩy giá anh chị đó, đó là cái cách mà chúng ta phải nhìn được một cái bức tranh tổng thể về cổ phiếu ấy. Còn với những chị nào mà em nói ví dụ à, thay vì mà anh chị mình có một cái lượng vốn mà mình gửi ngân hàng đi, mình gửi vào một cái ngân hàng như BIDV, thì thay vì thế anh chị mình vào mình tích trữ, mình tích lũy những cổ phiếu như BID, thì em nghĩ sẽ đến một thời điểm, cái khoảng thời gian mà những cái biên độ lợi nhuận khi mà cổ phiếu nó chín mùi, cái tốc độ gia tăng nó sẽ lớn hơn rất nhiều ha đấy. Cho nên chị mình lưu ý đó, thay vì mình gửi tiết kiệm thì mình đánh vào những một cổ phiếu như thế này nè, anh chị mình cứ mua và nắm giữ thôi, anh chị mình đừng có quan tâm về biến động 1 2 tháng, mà mình hãy nhìn ở ví dụ à 1 năm hay là 6 tháng thì nó sẽ tích cực hơn khá nhiều đúng không đó. Em lấy ví dụ cho chị mình xem nè, BID hồi xưa anh chị thấy không, một cái vùng tích lũy này, là nó đi ngang cực kỳ chán, và em nói với anh chị mình lại là gì, hiện tại có ai còn dòm ngó con BID không, anh chị nào mình mua cái ngày bao nhiêu, ngày 12 tháng 5, nhưng mà đến thời điểm mình mua giá bao nhiêu, mua giá khoảng đâu đấy khoảng 39 ấy, nhưng mà đến thời điểm hiện tại gần 1 năm rưỡi nhìn lại nó vẫn giá 39, vẫn giá vốn của anh chị mình đấy, đâu có lãi đâu anh chị. Trong khi đó nhiều cổ phiếu tăng ầm ầm, thì đó là mình bị mất rất nhiều cái chi phí về cơ hội đúng không đấy. Nhưng mà cũng sẽ có những thời điểm anh chị mình lưu ý ha đó, tại vì mình biết được cái chu kỳ cổ phiếu mà đấy, anh nhìn thấy đây là cái quá trình tích lũy nè, từ bao nhiêu, từ tháng 8 năm 2018 đến một cái điểm xác nhận bùng nổ là tháng 8 năm 2019, nó rơi vào khoảng 1 năm, nhưng từ những cái điểm bùng nổ này anh chị thấy không, nó chạy bao nhiêu anh chị, chạy 60%. Và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà năm 2019 ấy, là những cái vùng mà thị trường chung nó đi ngang, nó sẽ quay cực kỳ chán anh chị, cực kỳ chán ấy, mà con này chạy được 60% là rất lớn nha, là rất lớn đó. Cho nên chị thấy không, đây là quá trình đẩy giá đó, sau khi mà nó tích lũy gom hàng nè, tổ chức họ gom đủ cái lượng hàng, họ sẽ đánh lên một cái vùng giá cao, họ đánh lên một cái vùng giá trên cao, họ phân phối lại cho những chị nhà đầu tư cá nhân. Và đặc biệt những chị nhà đầu tư cá nhân mình ấy, chỉ thích mua khi mà giá đã rõ ràng không chị đó, đúng không, có phải như vậy không chị, mình chỉ thích mua khi mà mọi thứ đã quá rõ ràng, và tổ chức họ có những cái hành vi để họ tạo cái sự hưng phấn cho nhà đầu tư. Và đây là quá trình gì, chạy nước rút nè anh chị, chạy nước rút để chạy hết chu kỳ cổ phiếu á, và đó cũng là quá trình phân phối cuối cùng trước khi nó rơi vào cái giai đoạn đè giá, chị thấy không, đè giá nè, là quá trình đảo chen ấy. Tổ chức họ đè về đâu, thường sẽ đè về lại những vùng giá vốn, vùng giá vốn nè anh chị, vùng giá họ gom giai đoạn trước ấy đó. Thì bây giờ đang những quá trình họ gom là những cái chu kỳ mới, nhưng mà phải chờ thôi anh chị thấy không, cổ phiếu nào cũng vậy nè đấy. Một lần chị nhìn đây nè, những cái biên độ nè, nhìn đây nè, những biên độ tổ chức họ gom là gì, thậm chí đây là những biên độ tổ chức họ gom nè ấy, để nó đánh một cái chu kỳ tăng đó anh chị thấy không, trước khi cổ phiếu tăng giá lúc nào cũng là những cái vùng tổ chức họ gom hàng, và họ gom họ để lại những cái hành vi như thế nào, là những hành vi tích lũy anh chị. Tại vì gom hàng nó sẽ tạo cái biên, một cái biên, một cái vùng giá vốn để họ gom, chứ một mã cổ phiếu mà cứ tăng giảm như thế này làm sao họ gom được anh chị ấy. Cho nên lúc nào cũng phải tăng, tạo cái biên gọi là biên tích lũy đó, cho nên lúc nào chúng ta phải mua cổ phiếu tại vùng tích lũy là như vậy ấy, anh chị thấy không, làm gì có một vài cổ phiếu mà tổ chức họ gom hàng mà khi nó tăng như này, tăng như này làm gì tổ chức họ gom được ấy, đúng không, mà họ sẽ gom cho một cái vùng tích lũy, lúc nào cũng là cái vùng đi ngang hết đó, đi ngang cực kỳ chán đúng không. Khi mà cái tâm lý đi ngang á, nó tạo ra những cái yếu tố mà chán nản cho đầu tư ấy, thì khi đó anh chị mới bán, thì khi mà anh chị bán ra thì ai lại mua, tổ chức nó mua với ai đúng không, rất rõ ràng về những cái quan điểm đầu tư ha đấy. Cho nên hôm nay thì có cảm xúc một chút về cổ phiếu như BID, thì cũng đi phân tích những cái góc nhìn về dài hạn cho anh chị mình hiểu được cái bản chất của cổ phiếu đó. Đối với em bây giờ mà em có những cái lượng gì, những cái lượng tiền mà nhàn rỗi
bây giờ mình mua bất động sản thì cũng chưa được đúng không? Tại vì mình cũng không có đi xem đất được. Thì đôi khi mình sẽ có một mình chích một cái phần để mình gọi là mình tối đa hóa những cái biên độ về đầu tư ấy. Đấy. Mình phân bổ cho nó phù hợp ấy. Thì đôi khi đẹp những mà cổ phiếu như BID, những cổ phiếu mà đáng để cho chị mình xem xét ấy. Còn bây giờ mà em nói với chị mình mua những một cổ phiếu như thế nào? Chị mình mua vào những con cổ phiếu mà ví dụ nằm tuốt trên đỉnh đi. Hoặc là những cái biên độ mà nó tăng quá lớn đi. Đấy, mà chị mình nói là chị đầu tư giá trị con này, chị đầu tư dài hạn con này thì thật sự nó không có tối ưu chị. Mà hãy chọn những cổ phiếu nào nó có những vùng tích lũy như này nè. Đấy, thì chị mình tích trữ được. Lưu ý ha, nhưng mà em nói là tích trữ cho quá trình mà 3 2 năm hoặc là 1 năm hoặc là 6 tháng nha. Chứ không phải chị mình mua cho ngày mai. Chị mình thấy ngày mai nó giảm rồi bắt đầu mình lên mình chết móc em thì không phải ha. Đấy, chị mình lưu ý, mình phải có những cái quan điểm đầu tư, đâu là cổ phiếu mình đánh theo sóng, đâu là cổ phiếu mình mua để tích trữ đúng không? Đấy. Hồi xưa ấy, gom hết hàng bên em á thì em cho tích trữ con nào? Em cho đánh con GMD anh chị. Đấy, anh chị nào trong đơn hết hàng thì cũng biết ha. GMD nè, để em phân tích lại cho anh chị mình xem. Em cho mua rất lâu. Đấy. Đây anh chị ngày 10 tháng 5 nè. Không ta? Đây đúng rồi, ngày 10 tháng 5 nè anh chị. Ngày 10 tháng 5 á thì cũng nhiều anh chị mình còn nắm đến bây giờ đâu ấy. Đấy, hồi chiều mình cũng trao đổi với em thì em cũng bất ngờ đấy, lãi khá lớn ấy. GMD nè. Cổ phiếu ngoài thị trường. Em thấy đây là cổ phiếu tiềm năng. Cho người nào muốn nắm và 2-3 tháng đúng không? Đấy, doanh nghiệp cơ bản cực tốt. Đó, sắp hình thành mô hình có tay lớn. Ấy, em thấy rất ok. Ai muốn mua thì cứ cắt tủ thì hãy chọn. Đó, GMD lúc này giá bao nhiêu anh chị? Giá tầm đâu đấy khoảng có 34.25 thôi. Đấy, rất là bèo. Nhưng mà mình phải nhìn được cái dư địa đi lên của cổ phiếu. Đấy. Từ giá mà 34.25 nó quanh vùng này anh chị. Đó, tại đây cái vùng gì vùng tích lũy nên chị thấy không? Rất rõ ràng không? Cổ phiếu trước khi tăng lúc nào nó cũng phải có một cái biên độ tích lũy như này. Đó. Và từ những cái biên độ tích lũy này chị nắm lên tới bây giờ năng cũng được đâu đấy 50%. Đấy. Nó lớn hơn rất nhiều đúng không? Những cổ phiếu này mua để nắm giữ. Đấy. Tiếp theo là cổ phiếu như BVB ha. Thì hiện tại đó, em cũng nói rồi, những cổ phiếu này tăng lên là cơ hội cho dịp cơ cấu chứ không phải để mua ha. Đấy, CTG cũng vậy nè, xu hế xuống là tăng lên để bán chứ không phải để mua. Mình chỉ mua nhưng mà cổ phiếu nào xu hế và kênh trên thôi. HDBank ngày hôm nay nó cũng test về là những vùng hỗ trợ dưới nha, nhưng mà con này bao cung lắm anh chị mình đừng có vào sớm ha. Đấy, lưu ý. LBB vẫn là vùng tích lũy đáy thôi. Nhìn chung ngân hàng là vùng tích lũy đáy anh chị, cũng chưa có quá nhiều điều để chúng ta phân tích, cũng như nó chưa có quá nhiều sự khác biệt đúng không? Đó. Thì cũng chờ đợi ý chí của nhà tạo lập thôi. Hay những con cổ phiếu như là MSB nè, thì đôi khi nó vẫn được neo giữ một cái vùng phía trên. Đó, thì anh chị cũng chú ý được. Còn cái NHB thì anh chị thấy gần đây là có những câu chuyện gì? Thứ nhất ấy, là câu chuyện về bán cái công ty tài chính của nó không? Đấy, thứ hai là câu chuyện về chứng sàn. Nhưng mà anh chị thấy xu hế của nó. Xu hế xuống như này làm sao cho chị mình chơi được đúng không? Đó. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta phải đánh những yếu tố về dòng tiền. Hay còn đặc biệt những cổ phiếu như SHB ấy, thì nó mang yếu tố mà nhà tạo lập cũng như yếu tố của đội lái. Họ mafia quá, cho nên cũng khó cho chị mình đánh. STB tôi lý đấy anh chị. Tương tự là cổ phiếu như Techcombank đúng không? Đó, nhìn chung những ngân hàng nó vẫn như là cái video mà hôm 16 chúng ta chia sẻ thôi. Ấy đâu đó là có những cổ phiếu như là Tiên Phong Bank nè, thì xu hướng nó cũng đã tăng khá là khỏe ha, thì nó đang tiệm cận là những vùng kháng cự định trước. Thì đôi khi những cái tín hiệu của Tiên Phong Bank á thì mình cũng kỳ vọng những cái góc độ nó tích cực đến từ những cổ phiếu còn lại ha. Đấy. VPBank à. VPBank nó cũng gặp kháng cự em vẽ rất rõ ràng đó, hôm nay nó phản ứng ngay nên gì? Kéo lên gặp kháng cự là bị bán lại ngay. Đấy, thì kháng cự là những cái vùng mà nó sẽ có áp lực bán thôi. Tại vì tại những vùng này nè. Những vùng này nè, đấy, đang có một cái lượng nhà đầu tư họ vẫn còn kẹp. Thì đôi khi mà cái lượng hàng của chị mình ngoài vốn ấy thì 80% mình bán ngoài vốn thôi. Đó, thì đó là cái điều tất yếu nó sẽ hình thành nên những vùng kháng cự ha. Mình hiểu rất đơn giản vùng kháng cự. Đấy, mình hiểu để mình thực hành. Chứ anh chị mình đừng có dùng cái chỉ báo này nọ để mà mình biết vùng kháng cự nó hơi khó. Thì đó là về bản chất của dòng cổ phiếu ngân hàng đúng không? Đấy. Còn về dòng đầu tư công hôm nay hơi đỏ ha, chỉnh cũng hơi rác đấy. Đó, cho nên ở dòng nào cũng này, ở dòng cổ phiếu midcap ấy, anh chị thấy quá trình vừa rồi tăng rất nóng đúng không? Thì bây giờ nó chỉnh lại cũng rất rác. Đấy, cổ phiếu đầu cơ mà tăng nóng thì sẽ chỉnh nóng thôi. Quan trọng nhất là anh chị mình tham gia được trong cái biên độ mà tăng giá như vừa rồi, tránh những cái yếu tố mình mua đuổi. Thì bây giờ mình gặp lại những tình trạng mà hô lỗ khá là rác đúng không? Đấy, ngân hàng giảm cũng lỗ cũng 7-8% ấy, không đùa đâu. Đó, với những cổ phiếu như C4G này, thì bây giờ em sẽ đi tìm những vùng hỗ trợ cổ phiếu ha. Thì quanh những vùng 11 thì đây chính là những ngưỡng hỗ trợ của cổ phiếu. Đấy, chị mình cũng lưu ý ha, 11 này hỗ trợ đỉnh trước nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè hỗ trợ 3 đỉnh, thì em đánh giá đây là những vùng hỗ trợ tương đối mạnh của cổ phiếu ha. Đó, CKG con này nó cũng giảm lại thôi, nó cứ túc tắc đi lên như thế này cũng khó anh chị. Đấy, không đánh được. Những cổ phiếu như DBG hôm nay cũng chỉnh lại tương đối lành đúng không? Những cổ phiếu mà chỉnh thôi lượng thấp lúc nào cũng là ổn, lúc nào cũng là tốt hơn rất nhiều. Đấy, thì đôi khi nó tạo những cái biên mà nó tích lũy lại thì mình sẽ có những cơ hội mình đánh ngắn anh chị. Mình đánh là cổ phiếu kênh trên xu hướng lên là mình đánh, mình không sợ độ cao anh chị. Đó, nó hôm nay cao ngày mai sẽ có giá cao hơn, mà mua giá cao để bán giá cao hơn đúng không? Ấy, cho nên chị mình đừng có sợ độ cao, quan trọng là xu hướng cổ phiếu và dòng tiền.
nó chưa hết ra thì khi mà có gọi mình vẫn chơi được. Như DBG ha, thì cứ cho đợi thôi, còn anh chị nào có hàng thì anh chị mình cứ yên tâm mà cầm nắm, chả phải làm gì cả. Đấy, gặp hắn cự chưa có những điểm tham gia lại anh chị, CFCN hoặc G36 kênh dưới quá. Đấy, HT1 đúng không, những cổ phiếu HT1 chị thấy không, cứ mua rồi cầm nắm rất yên tâm. Mà những chị nào mua tại những vị thế mà đây nè là đẹp nhất nè, là cứ cầm nắm thôi. Hoặc là những vị thế mà hôm trước ấy, em cho room hết hàng bên em mình đua giá trần thôi đó, nhưng mà mình đánh ngắn hạn thôi. Những cổ phiếu này hôm trước em mua điểm này à, em đánh ngắn thôi, em chốt lại với 22 ấy, mua từ những vùng dưới lên cho mình chút lại 22 cũng ăn được, cũng ít anh chị, ăn được 4-5% đó, để mình cơ cấu sang những cổ phiếu như là vừa rồi như là Hoa Sen. Tại vì nguồn vốn của mình là cũng có hạn, nhưng mà với những chị nào mình chấp nhận mình đánh chung dài hạn với những cổ phiếu như HT1 á, mình phải có những cái lý do. Thứ nhất, biên độ tích lũy lớn. Thứ hai, xu hướng tăng. Thứ ba, dòng tiền vẫn còn nằm trong cổ phiếu. Thì đó là những điều kiện để cho anh chị mình cầm nắm được cổ phiếu. Đấy, hiện tại nó có những biên độ tích lũy lại nè, thì đôi khi sẽ có những cơ hội em sẽ canh đánh ngắn cho nhà đầu tư bình hệ không có nền VIP. Thì hôm nay là phiên gì? Tết cung anh chị. Hôm nay phiên Tết cung nè. Khối lượng gì? Khối lượng thấp thì hãy chú ý nó, đúng không? Đó, điểm mua của mình rất rõ ràng, mình có những cái phương pháp để mua, chứ không phải là mình cứ nói với nhau là mua bờ ấy. KB cũng chỉnh lại thôi, nó đang test về đỉnh trước nè, đỉnh trước là hỗ trợ sâu anh chị nha. Đấy, đây là vùng hỗ trợ cổ phiếu nè, khi nào mà chỉnh về đây cạn cung cân bằng thì mình canh, mình điểm mình tham gia sâu ha. Đấy, tăng nóng thì cũng chỉnh nóng thôi, những con này chỉnh là thật yếu anh chị, nó tăng ầm ầm. Đó, thì đó là với những cổ phiếu bản chất của đồng đầu tư công đúng không, thì nó vẫn đang trong những cái xu hướng nó test lại thôi. Anh chị nào mua đuổi mới đuổi ro, còn anh chị nào mua đúng điểm thì em nghĩ là cứ cầm nắm, tại vì chu kỳ và dư địa của, nhưng mà cổ phiếu này em đánh giá vẫn còn. Đấy, tiếp theo là một chứng khoán ha, VND thì đang tiệm cận, thì đang phản ứng lại về những vùng kháng cự đó anh chị. Đấy, thì em nói rồi, những cổ phiếu như dòng chứng khoán á, bản thân em mình kỳ vọng những góc độ và tích cực á, thì nó sẽ cần quá trình tích lũy thêm. Đấy, để tiêu hóa đi hết những cái lượng cung nè, những cái lượng cung mà quá trình mà chia cổ tức cái gì thì nó về những cái tài khoản, thì nó đang có một cái lượng cung rất lớn, nó treo lơ lửng trên đầu. Thì nếu như mà tổ chức họ chấp nhận, họ hấp thụ lại những cái lượng cung đó, thì mình sẽ sẵn sàng mình tham gia đoạn phía sau. Đấy, VCI cũng vậy anh chị, nay phân tích cung khá tốt ấy. Những cổ phiếu này thì em đánh giá cũng khá ok ha, anh chị nó có hàng cứ cầm đó anh chị. Đấy, còn cái cơ hội mà để chúng ta mua bây giờ thì đôi khi cái yếu tố về T cộng anh chị cũng phải cân nhắc rất kỹ đúng không. SI nè, rất khó để cho anh chị mình tham gia được, cơ hội đánh giá không có anh chị. Đấy, thì cổ phiếu nào mà không có cơ hội nó lướt nhanh, khi nào nó vận động đúng với những cái điều kiện của chúng ta mua ấy, thì em sẽ ngắn gọn lại ha. MBS này cũng chỉnh lại anh chị, nói chung những cổ phiếu này tăng gặp kháng cự nó chỉnh lại là bình thường. Đấy, hôm nay có FTS nó tăng túc tắc đi lên, nó ổn ha. Đó, hôm trước bên này có khách hàng em cũng đưa những cái điểm mà ai muốn tham gia canh những điểm tích lũy nè. Đấy, những điểm này anh chị, những điểm tích cung nè, canh đánh ngắn. Còn với những cổ phiếu này không phải là cái cổ phiếu mà để cho mình chiến lược, mình trọng tâm tại thời điểm hiện tại đúng không? Đó, tại vì nhìn chung nó cũng tăng khá là nóng anh chị. Anh chị mình tính xem, tính từ một cái nhịp mà nó tích lũy tương đối ngắn ở đây nè, mà tăng lên đến bây giờ những cổ phiếu SI á, hồi trước anh chị mình nhớ tại những vùng bao nhiêu, những vùng mà trước khi chia ấy, là những vùng em nhớ không nhầm là những vùng mà 51-52 á, ấy em cho anh chị mình đánh tại những vùng này nè, mình đánh lên một cái biên độ nó đấy khoảng 15-20% đúng không. Đấy, còn bây giờ cái cơ hội để đánh lại nó chưa có, cho nên chị cũng lưu ý ha. Tiếp theo là dòng khu công nghiệp đúng không, dòng khu công nghiệp thì mình chú ý với những cổ phiếu nào. Đấy, đầu tiên là D2D này, thì cái quá trình cổ phiếu mà điều chỉnh cạn cung như thế này là tương đối tốt nha anh chị, một góc độ điều chỉnh rất tích cực và rất là mạnh của cổ phiếu ha. Anh chị mình cũng phải chú ý là những cổ phiếu này, và hôm nay nhìn chung là quá trình gì, test lại nè, chỉnh nè, hồi nè, test lại nè, khối lượng thấp nè, vẫn rất ổn với cổ phiếu như D2D ha. Quá trình test lại khá đẹp ấy, không phải là xấu đâu anh chị. RVR này, đấy thì với những cổ phiếu như RVR anh chị thấy biên độ hôm nay á, nó gặp những áp lực điều chỉnh, thì nó đến từ đâu anh chị, nó đến từ cái ông KBC này anh chị, thì nó có một cái mối lương duyên, nó có một cái sự phản ánh ấy, nó vận động chung với dòng. Thì những cổ phiếu như KBC nó gặp áp lực điều chỉnh lớn thì vô hình chung những anh chị nào mình thấy ui con KBC điều chỉnh lớn quá, thì mình cũng có những lượng hàng của RVR, đôi khi mình cũng lấy những cái lượng hàng ra mình chốt lãi thôi. Đấy, nhưng mà nhìn ở bức tranh tổng thể là gì, khối lượng ngày hôm nay cũng ở những mức trung bình đó anh chị, và hiện tại nó đang cũng về là những vùng hỗ trợ này, đỉnh trước là hỗ trợ sâu anh chị, quanh những vùng 37.5 ấy. Đấy, quanh những vùng 37.5 là những vùng hỗ trợ đáng tin cậy của cổ phiếu như RVR đúng không, và vẫn là gì, vẫn là quan trọng nhất vị thế mua của chị mình ở đâu ấy. Còn về xu hướng nè, rõ ràng là cổ phiếu xu hướng tăng nè. Đấy, chen có, vượt đỉnh có lượng lớn vào đó, chị lưu ý ha, thì mình vẫn có những cái lý do để mình cầm nắm lại được. Thì hôm trước hệ không có thằng bên em mình tham gia những điểm mua tương đối tốt đúng không, thì mình vẫn cầm nắm thôi, những vị thế mình mua tham gia tốt này, đấy vẫn cầm lại được. Còn anh chị nào mua đuổi ở những vùng giá bao nhiêu 40-41 nè, thì trong một cái biên độ mà ngắn hạn nó chỉnh về tương đối rác nha, cũng độ 7% ấy, cho nên lưu ý điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán đó. IDC này vẫn được nêu giá tốt đó chị ha. Đấy, đó, nhìn chung là cái dòng cổ phiếu, dòng khu công nghiệp hôm nay nó chỉnh lại thôi, nói chung nó tăng nóng nó cũng chỉnh là bình thường anh chị.
Tiếp theo là với những cái yếu tố của dòng bất động sản đúng không? Đấy, anh Sao Mai nè, anh Sao Mai đang nhìn chung là cái quá trình này test đáy chị giảm này, hồi là test lại nè đó, quá trình test lại mà nếu như mà nó không khủng ấy thì cái nhịp cân bằng phía sau sẽ có những cơ hội cho anh chị nắm được, tại vì nhìn chung xu hướng cổ phiếu này là có nha, dòng tiền vẫn có vào này, nó chưa thoát ra được đâu ấy, không có tổ chức nào đánh thẻ thứ ba đâu chị, tổ chức nó vào những phiên này không phải nào nó thoát ra được trong một hai phiên đúng không. Sale à, hôm nay cũng gặp áp lực chỉnh lại thôi. Thì với những cổ phiếu như sale ấy, đây là những vùng kháng cự này đó, mà cân bằng lại được mình chơi DG ha. Ấy, cổ phiếu này phải cần siết lại cái nền anh chị. Em đã nói với chị từ rất nhiều rồi. Những cổ phiếu này thực sự tại những vùng giá mà khi mà cái biên độ dao động mà nó lỏng như thế này thì không phải là điểm mua đúng không? Đó, nó có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Tại vì khi một cái cổ phiếu dao động biên độ lỏng á, những phiên này cho thấy sự hưng phấn nhà đầu tư rất cao anh chị. Thì cái việc mà anh chị nào mua đuổi những phiên này, anh chị thấy hàng thứ ba về không? Nó rủ rất ác nha. Những cổ phiếu mà tăng nóng ấy thì cũng sẽ rủ rất ác. Hãy lưu ý một cái vấn đề như thế ha. Ấy, mà em đã chia sẻ với anh chị rất nhiều đúng không? Chỉ cần anh chị mình không mua đuổi thôi là được anh chị. Đó. Đất xanh những vùng vẫn là vùng cân bằng đáy thôi, thì cái ông đất xanh này ông khá giống với vùng ngân hàng đúng không, với dòng ngân hàng ấy đó, cho nên cái cơ hội đầu tư bây giờ với cổ phiếu như đất xanh ấy thì mình phải chờ đợi thêm ha. HDC này vẫn tích lũy vùng ở trên thôi, khó cho chị mình vào lắm ấy. Hà Đô à, nó vẫn là những vùng nó test và là những vùng hỗ trợ đúng không đó, thì nhìn chung xu hướng hiện tại của Hà Đô ấy, nó vẫn là những vùng gì, nó vẫn là những vùng hỗ trợ phía dưới này đó, có thể nó test lại những vùng hỗ trợ phía dưới là bình thường nha, và mình muốn mua lại thì với nhưng mà cổ phiếu như Hà Đô anh chị phải chờ một cái gì đấy phía sau rồi đấy, thì có thể lên đây nó sẽ tạo một cái biên biên tích lũy anh chị, biên tích lũy nền số 2 á, thì mình sẽ canh lại sau ha. Khang Điền ấy, Khang Điền là một trong số ít nhưng mà cổ phiếu của dòng ngân hàng, ô dạ lộn xin lỗi, dòng cổ phiếu bất động sản mà nó có những cái xu hướng về tích cực trong phiên ngày hôm nay đúng không đấy, thì anh chị thấy là gì, cái giai đoạn hiện tại á, tuần này chính là cái tuần mà có quỹ, thì nhưng mà cổ phiếu như Khang Điền á, nó cũng được những cái quỹ họ tham gia họ mua vào trong cái tuần này ha ấy, thì vô hình chung đó là những thông tin tích cực từ cổ phiếu anh chị đó, mày đã nói với chị mình rồi, trong một dòng chứng khoán anh chị chỉ nên chú ý lại ở một dòng cổ phiếu trong bất động sản, em xin lỗi, thì anh chị mình chỉ nên chú ý lại hai cổ phiếu thôi, Khang Điền và Nam Long ấy, thì có rất nhiều anh chị mình đã tham gia thì được trong những vùng tích lũy lại như thế này nè, là những cơ hội mà em nói anh chị mình muốn mua thì lấy vị thế đi, đừng có để cho cổ phiếu mà khi đã tăng nóng rồi tăng một phiên lên như thế này á, thì chị nói em là à, bây giờ có lấy vị thế không em, mà lấy vị thế là phải lấy tại những vùng giá cho nó tốt để mình tránh những áp lực mà ví dụ à gặp kháng cự nó hơi nó trung rất nó chỉnh lại là bình thường nha chị, tại vì đây là những vùng kháng cự nè đó, lưu ý ha. Mình hãy chờ ví dụ như dạng sau mà hang đi nó một cái phiên xác nhận đi bùng nổ vượt đỉnh thôi lượng lớn thì là những phiên cho dìm gia tăng, lưu ý ha, mình phải có những cái chiến lược để mình đánh cổ phiếu chứ không phải là lúc nào mà thấy cổ phiếu tăng mình cũng lao vào mua đuổi ha, mình không biết được cái bản chất nó vận động ra sao đúng không đấy. Hôm nay Long Điền cũng tăng nóng này, tăng khá rác ha đấy, cổ phiếu Penny hôm nay nó cũng tăng đó, và vô hình chung thì bây giờ mình sẽ phân tích cho chị mình Penny nó chạy là khi nào, thì trong những cái dữ liệu trong quá khứ Penny khi mà nó chạy á nó sẽ chạy ở hai giai đoạn, thứ nhất là nó chạy tại cái vùng thị trường tích lũy, tại vì sao anh chị, tại vì khi mà thị trường chung đang trong những cái biên độ tích lũy như hiện tại á thì những cái yếu tố của những dòng cổ phiếu thị trường nó cũng đang trong những cái nhịp mà nó tích lũy, thì những cái dòng tiền đầu cơ họ sẽ tìm kiếm ở những cái cơ hội ở những cổ phiếu nhỏ hơn để họ đầu cơ, để họ đầu cơ cho những xu hướng về ngắn hạn. Đầu cơ là gì, đầu cơ là dòng tiền vào nhanh ra nhanh đấy, thì nó cũng sẽ thường chạy trong những cái đoạn mà tích lũy. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ không là gì, mình sẽ không có đủ thời gian để mình đi lật lại những cái dữ liệu trong quá khứ để cho chị mình xem, nhưng mà chị mình hãy về tối nay mình hãy đối chiếu lại đi, mình sẽ thấy là trong những cái nhịp gì tích lũy nè, những cái giai đoạn tích lũy của thị trường, cái giai đoạn mà tháng 2 năm 2021 á, thì mình cũng sẽ thấy những mà cổ phiếu như dòng bên này, những cổ phiếu hàng Anh Quyết nó cũng chạy trong giai đoạn này, lưu ý ha. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là bên này cũng sẽ thường chạy quanh những vùng đỉnh thị trường, cũng là chính xác anh chị nha. Đó, và hiện tại thị trường đang trong vùng tích lũy thì bên này nó chạy cũng là điều tất yếu ha. Đấy, thì em sẽ giải quyết đi những cái câu hỏi mà anh chị mình hỏi em trong cái ngày hôm nay cũng khá nhiều đấy. Đó. Thì em nói như thế rồi thì anh chị cứ về mình đối chiếu lại xem đúng hay không, thì mình có thể trao đổi thêm với em trong những cái video sau ha, trong cái phần bình luận đấy. Còn những cổ phiếu Nam Long điều chỉnh tích cực anh chị, điều chỉnh vol thấp như thế này là quá đẹp ha, là những cái cơ hội đấy chứ không phải là rủi ro đâu đó, cổ phiếu vượt đỉnh nó lượng thấp quay về test đỉnh là bình thường đấy. Nhà Từ Liêm hôm nay cũng bắt đầu cái sự cân bằng trở lại đó, thì đó là cái bản chất của những dòng cổ phiếu dòng bất động sản ha, thì nó chỉ còn một vài mà cổ phiếu mà nó phù hợp với cái vị thế chị mình lấy thôi đó. Khang Điền ngày hôm nay cũng tăng rồi thì phải bỏ này, chỉ còn đấy là Nam Long đấy, thì ai muốn mua thì cứ vào lại vị thế anh chị, đừng có để cổ phiếu nó tăng ầm ầm mà hỏi em mua hay không, đâu đó em khá là bực mình đấy, lưu ý ha, mình cứ lấy vị thế đó, lấy vị thế là để mình dằn túi và quan sát ha, khi mà cổ phiếu đúng với xu thế và có yếu tố dòng tiền mà kích hoạt một phiên bùng nổ thì mình gia tăng đấy, lấy vị thế là để quan sát anh chị.
Tiếp theo là dòng cổ phiếu dòng phân bón và dòng thép, đúng không? Dòng phân bón thì tạm thời mình cũng bỏ qua thôi, tại vì mấy cơ hội đầu tư nó cũng không có. Đâu đấy cái con cổ phiếu như LAS ấy thì nó vẫn trong một cái biên độ, đánh giá cổ phiếu này vẫn còn chu kỳ đấy. Đó. Còn cái cổ phiếu dòng thép thì mặt bằng chung dòng thép em cũng biết một điều rồi, là nó gặp những áp lực mà nó điều chỉnh. Thì trong cái video cuối tuần này thì mình đã chia sẻ đến chị nhà đầu tư, đúng không? Ấy, những dòng cổ phiếu mà thị trường dòng thép ấy mà trong một biên độ và ngắn hạn mà tăng qua đấy 15% ấy, là cực kỳ nóng, thì nó sẽ có những áp lực chốt lãi đó chị. Đó là bình thường, là tất yếu. Điều chỉnh khối lượng như này là quá tốt anh chị nha. Vẫn trong một cái biên độ, đó, nó đang tích lũy lại nè, nó đang chỉnh tích lũy lại, cơ hội phía sau mà nó cạn cung á thì nó sẽ mở ra một cái cơ hội với chị nhà đầu tư mới nào muốn mua ấy, hoặc là với những cổ phiếu hoa sen điều chỉnh khối lượng ở mức trung bình. Đó. Có thể nó test về đỉnh trước cũng là bình thường anh chị, mình vẫn không sợ, quan trọng vẫn là vị thế chị mình ở đâu đó. Đó. Nam Kim thì nó vẫn trong điều chỉnh cho một biên độ tích lũy của cổ phiếu ha. Đấy. Ở đây nó có cái gap này, cũng quay về lắp cái gap luôn anh chị. Những cổ phiếu như TLH nè, hỗ trợ tương đối cứng của cổ phiếu á. Hoặc là SMC, vùng dưới nó còn cái gap nè, thì đôi khi nó có thể về lắp gap là bình thường nha. Đấy, tại vì 80% cái gap sinh ra là sẽ được lắp lại, đúng không? Đó là bản chất của dòng thép. Anh chị nào có hàng thì mình cứ nắm thôi, còn điểm mở mua mới á thì mình phải chờ đợi thêm vài phiên nữa ha, xem quá trình điều chỉnh của nó như thế nào. Đấy. Dòng tiếp theo là dòng bán lẻ, dòng Vin và dòng trụ, đúng không? Mấy mà cổ phiếu bán lẻ hôm nay chạy tương đối rác ha, và nó cũng góp phần nó neo giữ lại cái điểm số trường chung khá là ổn định. Đấy. Thì đầu tiên vẫn là VRE thôi. VRE thì bây giờ nó hồi phục lên được là những vùng hỗ trợ, đồng những vùng kháng cự cổ phiếu này, nó đang tích lũy lại. Thì mình cứ chờ quá trình tích lũy lại như thế nào, đúng không? Đấy. Khi mà nền kinh tế hồi phục ấy thì những mặt cổ phiếu mà nó mang yếu tố mà bị ảnh hưởng khá nặng như được vừa rồi ấy, như là VRE thì nó cũng là có những yếu tố mà nó cũng tích cực lên, tích cực thêm ha. Đấy. Vinamilk vẫn là vùng tích lũy anh chị, cũng chưa có quá nhiều điều để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội để mình đầu tư, đúng không? Đấy. Vic nè. Bây giờ nó cứ cắm đầu cắm mũi đi xuống thôi, anh chị thấy không? Khi mà cổ phiếu đã xác định một cái xu hướng xuống á thì chị mua điểm nào cũng lỗ, mua đây lỗ đó, mua đây lỗ. Anh chị nào mua được điểm ở này á thì đôi khi còn đánh ngắn để cho ăn. Đấy. Vinhome à, vẫn là vùng tích lũy cân bằng thôi, mình phải chờ thêm anh chị. Em nói với chị mình rồi, từ những cái phiên mà nó mở biên mà cái biên độ giảm điểm khối lượng lớn này đã phân tích cho chị mình rồi, đúng không? Ấy chị mình cứ cố chấp mình lao vào bắt đáy, mình mua những cổ phiếu này phải chờ đợi rất lâu, đúng không? Lỗ thì không lỗ, nhưng mà chị phải chờ đợi cái quá trình mà nó hấp thụ, có thể là mất 2 tháng hoặc là 2 tuần hoặc là 3 tháng là bình thường ha. Ấy, và đây chỉ những cái điểm mua dành cho chị nào, ví dụ à mua nắm giữ thôi, mua nắm giữ chung dài hạn thì đánh giá còn được, hoặc là để ăn cổ tức ấy thì đánh giá là phù hợp. Còn bây giờ để mua mà để cho chị mình đánh sóng thì nó chưa có. Thì trong tuần này em nhớ không nhầm là ngày 15 đúng không, ngày thứ tư thì là cái ngày mà Vinhome sẽ chi cổ tức. ETB là anh chị, ETB hôm nay tăng tương đối tốt nha, một phiên bùng nổ lượng lớn vùng đáy nè. Đó thì đây là những cái phiên điểm nhấn cho cổ phiếu bứt phá những cái quá trình về đau chen. Anh chị thấy đây quá trình đau chen nè, thì khi mà nó bứt phá quá trình đau chen á có thể sẽ vào những cái firm mà nó tích lũy. Đó thì chị mình lưu ý ha, những cổ phiếu này đôi khi mà nó đạt về điều kiện mua mình cũng chơi, nhưng mà phải chờ thôi. Còn phiên ngày hôm nay thì một phiên xác nhận thôi, khối lượng cũng cực kỳ lớn ha. Đấy. Binzy thì đang gặp kháng cự thôi, đang phản ứng với những vùng kháng cự nè, thì nói gì mình rồi, anh chị nào kẹp thì canh những vùng này hồi lên cơ cấu trước đi, quá trình cân bằng tích lũy lại được thì mình canh điểm mua phía sau ha. Đấy. Nói chung thì nhìn về dòng bán lẻ thì chúng ta cũng đã phân tích về những cái dư địa của nó rồi, đúng không? Hoặc là cổ phiếu như MKG này bùng nổ vượt đỉnh khối lượng lớn đấy, quá tốt, đúng không? Anh chị nào nắm hàng thì cổ phiếu này thì cũng xin chúc mừng thôi đấy, nhưng mà mình có những cái điều kiện để mua được anh chị, nó để lại những điểm nhấn hết là biên độ gì, quá trình test đáy nè, test 3 nhịp nè, hồi phục cân bằng nè, phiên test cung rồi đó, anh chị thấy rõ ràng không? Phiên test cung nè, phiên sau phiên bùng nổ nè, em nói với chị mình rồi, ai mà đánh được phiên này á, phiên test cung á, lấy vị thế á thì phiên bùng nổ này là phiên gia tăng đó. Còn bản thân mình thì nói chung là hơi đen, mặc dù mình phân tích dòng bán lẻ ấy, mình cũng đi phân tích ở nhưng mà cổ phiếu luôn á, mình cũng đi chọn lọc cổ phiếu ấy, mình cũng chọn à cổ phiếu nào là cổ phiếu tối ưu nhất cho một cái dòng cổ phiếu dòng bán lẻ, thì em cũng cho hệ thống tiền bên mình đánh con FPT, nhưng mà hơi đen một chút, đúng không? Đấy, mặc dù cổ phiếu đạt được điều kiện mua ABCDXYZ giữ trên cổ phiếu kênh trên xu hướng lên có vùng tích lũy, nhưng mà hiếu đi sự may mắn ha. Sự may mắn ở đây là nhà tạo lập họ không chọn FPT để họ đánh đấy, thì cũng hơi xui thôi đó. Cho nên đôi khi đầu tư mà anh chị, cái yếu tố về xác suất là vẫn có ha. Đó thì nhìn dòng bán lẻ nó chạy mà FPT của mình vẫn trong một biên độ tích lũy thì cũng không có gì gọi là quá xấu anh chị, nhưng mà mình hơi buồn đúng không, những người anh em, những người hàng xóm chạy ầm ầm như thế mà FPT vẫn tích lũy, thì nhìn chung nó vẫn trong một cái biên độ tích lũy thôi, cũng không có gì gọi là quá xấu cả đấy. Hoặc là Masan quá trình test đáy thành công nè, đang trong quá trình cân bằng lại nè, thì Masan nó cũng sẽ có những cái nhịp nó cân bằng ở đây nè anh chị. Đó là mình chú ý, nó tương tự như mà với KG ấy, test đáy nè hồi phục nè, cân bằng lại là chơi nè, lưu ý ha. Đấy. Còn hôm nay FRT cũng tăng chân, nhưng mà những con này nó tăng nó cũng gặp kháng cự đây nè, chị cũng lưu ý. Hoặc là DG đúp đó, con này có thể nó chạy rút tiếp ấy, con này đánh ghê quá chị. Đấy, BVH thì nó cũng chỉnh thôi, kênh dưới anh chị thấy cái đường xu hướng đau chen nè cực kỳ quan trọng nha,
thì khi nó gặp là những vùng kháng cự nó sẽ bị bán ngược này. Đó, nó là xu hướng sẽ nhận xu hướng đầu trên cổ phiếu ấy. Khi nào mà nó cân bằng được và nó bứt phá hẳn ấy thì nó mới gọi là bứt phá cái quá trình đầu trên ha. Đấy, tiếp theo là dòng thủy sản dệt may và dòng điện đúng không? Thì với một cái dòng dệt may á thì chị thấy một cái yếu tố như thế nào? Hôm nay là riêng biệt những cổ phiếu thấy là đặc biệt là cổ phiếu như VRT đúng không? Nó vẫn có một cái duy trì một cái biên độ dao động cũng như những cái biên độ tăng điểm khá tốt đúng không? Ấy thì như thấy gần đây á nó cũng có những thông tin mà tương đối ổn định và nó cũng bổ trợ cho cái việc mà tăng giá của dòng cổ phiếu dệt may thôi. Đó là gì anh chị? À, nó là dòng dệt may hiện tại đang hạ những cái chi phí, ấy hạ những cái chi phí về dệt may đúng không? Cũng như là thúc đẩy yếu tố về sản xuất dệt may để cân bằng lại những cái chuỗi cung ứng ha. Đó. Thì hôm trước bà phó tổng thống Mỹ White cũng có những câu chuyện về sản xuất có gì đấy, VHC đấy, VHC cũng tăng tốt, những cổ phiếu mà cũng tăng vượt đỉnh túc tắc đi lên thôi, xu hướng đã có anh chị, theo cổ phiếu vượt đỉnh nó lượng lớn xu hướng đã có thì chị cứ cầm, chả phải cần nhảy nhót gì cả. Còn riêng VRT hôm nay có lượng vào khỏe đúng không, vượt đỉnh anh chị, vượt đỉnh này, vượt hẳn những vùng đỉnh mà nhiều lần không vượt được này đó, thì hôm nay cũng đóng cửa hàng tốt, có lượng vào cũng có đấy, tuy nhiên nó cũng còn một cái ngưỡng kháng cự và kháng cự đỉnh thời đại ấy, kháng cự đỉnh thời đại phía trên ha. Đó, thì anh chị nào cầm nắm thì có hàng cứ cầm thôi. Nhưng cổ phiếu này xu hướng này rõ ràng là xu hướng tăng lên anh chị. Đấy, dòng tiền vào cũng tốt. Tiếp theo là với cổ phiếu như là chị thấy TNG này, thì sau những cái biên độ nó tăng thiếu quá lượng á, thì nó cũng quay về test và cân bằng lại thôi. Những cổ phiếu như TNG mà cân bằng lại được á, thì mình cũng sẽ xem xét những cơ hội tham gia. Đấy, còn cổ phiếu như RI, nhìn lại RI như thế nào? À, quá trình test ở đấy anh chị. Đấy, chị thấy quá trình test ở đấy cho một biên độ tích lũy á, một điểm test nè, hồi phục nè, test lại nè đó, thì cái quá trình mà test lại nếu như mà không khủng á, cân bằng là được, là mình căn điểm mua là nó đạt về điều kiện mua ngay á. Và tại vì sao? Thứ nhất, xu hướng có, xu hướng tăng đúng không, cổ phiếu kênh trên xuống đi lên, dòng tiền có. Anh chị nghĩ một cái phiên mà dòng tiền ở đây nó đánh bao nhiêu? Đánh khoảng 3,3 triệu cổ phiếu, thì liệu những cái biên độ giảm điểm có lượng thấp như này tổ chức còn có bán chưa anh chị? Đó, đặt mình đặt những câu hỏi rất dễ dàng như thế thôi để mình trả lời, là mình sẽ hiểu được cái bản chất cổ phiếu vận động như thế nào ha. Đấy, thì đó là với nhưng mà cổ phiếu mày muốn phân tích và chia sẻ với anh chị mình trong một cái video ngày hôm nay, thì cũng nhiều anh chị mình nhắn tin hỏi em á là hiện tại cái khóa học của em như thế nào, thì hôm nay em cũng chia sẻ với anh chị mình luôn là cái khóa học hiện tại á, là em sẽ phân tích về những yếu tố mình mà mình học ở đây á, một yếu tố phân tích về một cái khóa học VNA, tức là mình sẽ đi phân tích về những hành vi, những yếu tố về dòng tiền của tổ chức. Thì thời gian dự kiến là em sẽ khai giảng vào ngày 5 tháng 10, đây là thời gian dự kiến anh chị ha. Nếu như mà cái số lượng học viên mà đủ ấy, thì em sẽ rút ngắn cái quá trình thời gian này hơn, có thể mình học sớm hơn ấy. Thời gian học là khoảng vào bao nhiêu? Vào tối 20 giờ ấy, ngày thứ ba và ngày thứ năm mỗi tuần đúng không? Số buổi học là 10. Hình thức học ở đây là mình học theo quá trình online ha, và đặc biệt là cái phần học phí đúng không, cái phần mà chị mình khá là quan tâm ha. Thì học phí ở đây á sẽ là 5 triệu đối với ai? Đối với những anh chị nào mình ở bên ngoài hệ thống khách hàng VIP của em ấy, còn đối với chị nào mình thuộc hệ thống khách hàng VIP Stock ấy, thì mình sẽ được ưu đãi 30% đó. Thì đây là 10 buổi và cái liệu trình học của chúng ta ha. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ anh chị có thể liên hệ qua cho em qua cái số Zalo 0974 046220 ấy. Thì cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã đồng hành cùng em trong video ngày hôm nay ha. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ.